Bữa nay ngày 21 tháng 8 năm 2024, Thái tử ở đây chiêu đãi hồn thiên sông núi nước Mỹ. Đây là ngày chọt Washington, là vua của nước Mỹ. Vua nước Việt là ngày Trần Đạo, là vua nước Việt. Vua nước Tàu là ngày Quang Công. Thì ba vị thường họp. Đến thời điểm này, nước Việt cần phải tương trợ lẫn nhau về mặt tâm linh, tức là hồn thiên nước Việt và hồn thiên nước Mỹ phải tương trợ lẫn nhau. Về mặt hữu hình đó chỉ là một cái hình thức, nhưng mà quân đội của Mỹ lúc nào cũng sẽ mạnh hơn để mà lo bảo vệ cho nước Việt. Cho nên hôm nay bà trên kêu làm cái bàn này để cho hồn thiên nước Mỹ sẽ bay về nước Việt, sẽ giúp hồn thiên sông núi nước Việt để qua cái nạn sắp tới. Đó là bữa lễ rất là quan trọng, giống như giao kết giữa hai quốc gia. Thì Thái tử là người hôm nay làm, và đồng thời cho tướng Trump của Thiên Đình hiên ngang trở về Nhà Trắng một cách oai hùng, oanh liệt và đại thắng. Chỉ có tướng Trump mới tiêu diệt được ma quỷ thế gian này, gọi là cộng sản, là thiên ma đó. Mặt hữu hình chúng ta là cộng sản, là thiên ma. Về mặt vô hình là thiên ma ba tầng, là Atula. Tụi nó rất là hung dữ và tụi nó rất là không có luật lệ, gọi là vô thần. Đó là mấy lời hôm nay. Cho nên ở đây đạt 12 bàn không á? 12 bàn. 12 bàn. Tuy là đơn giản hơn là những buổi tiệc long trọng ở quốc hội, hay là ở một cái đại sảnh nào lớn, hay là những bộ trưởng bộ ngoại giao, hay là bí thư này hay tổng thống nọ. Nhưng mà nó quan trọng hơn là bí thư với tổng thống gặp vạn lần, ngàn lần. Tại vì trong cõi vô vi đều có những vị hồn thiên sông núi của mỗi quốc gia riêng nhau. Mà hôm nay Thái tử là người nối kết giữa cõi vô hình với nhau để mà liên kết. Vì nước Mỹ cũng là chánh, nước Việt là chánh. Và mà trong chánh có tà, trong tà có chánh. Những quốc gia nào hành tà thì sẽ bị cha kỳ này tiêu diệt. Còn những quốc gia hành chánh, hiện giờ Việt Nam là tà nhưng mà trong tương lai sẽ thành chánh. Thì mỗi một ngày cơ trời biến chuyển đi rất là quan trọng. Cho nên đại khái là buổi tiệc hôm nay ngắn gọn. Đó là sự giống như giao hảo vậy. Mở linh cấm giận vậy đó. Mở cấm giận. Giống như xưa Mỹ nó cấm giận nước Việt không, bữa nay mở cấm giận trong cõi vô hình giữa hai quốc gia. Đồng thời khấn cho ngài Trump trở về tàu Bạch Ốc một cách hiên ngang. Trước khi mà ông Trump bị bắn ở lỗ tai chảy máu thì ngài Trọc có nhắc Thái tử làm cái này, nhắc Kiệt làm cái này, làm buổi lễ này, nhưng mà lúc đó quên. Tại vì ngài nói là sau này những chuyện mà hôm nay mấy cái máy phim này cậu 17 cái quay lại sẽ là lưu niệm, và không phải lưu niệm bình thường, nó là rất là quan trọng để cho tình về mặt hữu hình có thân mật hơn, và vô hình cũng có thân mật hơn. Người không hiểu về tâm linh sau này đến một cái tuổi và một cái lúc nào khi họ bệnh, hay là họ nghèo khổ, hay là họ bị nạn tù đài, thì họ sẽ hiểu tâm linh. Tâm linh nó quan trọng hơn là mặt hữu hình chúng ta nha. Tất cả quý vị có thể mất cha mất mẹ buồn chừng 3-4 tháng, mất tài sản có thể buồn chừng vài năm, mất con buồn chừng mấy năm, nhưng mà mình mất đi tâm linh và không tin Thiên Lớn Kiệt này là mất tất cả đó, là mất luôn cái đường về trời của mình đó. Cho nên phải gán tin Kiệt, gán tin Thượng Đế kỳ này, không phải là đùa. Ai không tin Thiên Lớn Kiệt này, không tin Thiên Tâm là mất tất cả đó. Còn mất gia đình, mất tài sản hàng tỷ đô, hay là cả những cái nhà Việt Nam bị đốt củi đốt lò, mất tài sản lấy là đi làm từ từ nó có lại. Nhưng mà mình mất đi cái phần tin tưởng về tâm linh, tức nghĩa là mình muốn làm thì mình làm. Tất cả mọi hành động của mình, từ hơi thở, từ một việc nhỏ nhặt cũng đều có nghiệp, nghiệp với quả đó. Ai làm sai thì sẽ có nghiệp. Ai mà cái tâm mà hung dữ, nó sẽ hiện lên cái khuôn mặt rất là dữ,
có nghĩa là tâm lộ tướng mà, thì các con đã thấy rồi đó. Ở núi này đã trải qua rất là nhiều sóng gió, nhưng đến giờ phút này á, một kiếp này là kiếp cuối cùng của Thiên Nhãn, Thiên Tướng Kiệt. Cho nên Bồ Tát xuống trần lần này lần cuối, không có tái sanh trở lại. Cho nên những người mà có ân nghĩa, giàu cho những người có ân nghĩa 50 năm cũng bị tra thử bài học cuối cùng. Khi mà thử mà không đậu thì coi như là ân nghĩa xóa. Và sau này khi mà thiên tử lên ngôi hay là hoàng hậu, công chúa Quỳnh Châu lên ngai, cũng không còn liên quan đến bất kỳ một thân nhân gia đình nào hết. Đó, để cho hậu thế lưu danh thiên cổ. Người của thiên đình, người cõi trời không có liên hệ, không có gắn bó với những cái hữu duyên của trần, tức là đừng có ỷ mình sanh ra hay là mình có liên hệ với này nọ, không phải. Xuống đây mang nhiệm vụ làm việc cho Thượng Đế, là kiện này hoàn toàn không có gia đình thân nhân gì hết. Tất cả những người họ đều là phạm thượng hết. Ai phạm thượng với thiên tử đều cắt mọi sự liên hệ. Từ nay về sau, ai những cái người nào mà đã phạm thượng á, và đã hỗn hào với thiên tâm, làm hư đạo thiên tâm, và có nó không, không nó có, tất cả các con đều đuổi xuống núi hết. Giao cho đó người đó là người thân nhất của sư mẫu hay sư phụ, có quyền đuổi, vì tâm họ là tà. Tại vì nếu mà họ lên núi, họ sẽ gây hại cho những người khác. Tại vì người phàm không có hiểu về mặt tâm linh, cứ tính theo cái xác phàm thế gian, kể nể là không có đúng. Có quyền đuổi, đầu bạc, đầu xanh, đầu trắng gì, hỡi mà phạm thượng có quyền đuổi, không có được lên núi, đã là phạm thượng rồi, tình nghĩa cắt đứt. Sư phụ đã tuyên bố với cha rồi, không có những cái người đó ở trên núi để mà làm hư những đệ tử khác. Tại vì họ đã quá đáng, vì có tham quyền cố vị mà gây ra nông nổi. Đó là bài học cuối cùng mà họ đã không vượt qua được, thì tất cả mọi chuyện đều thành mây khói. Giống như tất cả các con sau này cũng bị thử thách, đứa nào có công nhiều chừng nào bị thử thách lớn chừng đó. Nếu mà mình cái tâm mình mà vững, tức là nhất định là phải tôn trọng sư phụ, tôn trọng cha, thì sẽ không có chuyện. Mà khi mà tâm mà lạc lõng ngã một cái thì là rớt. Sư phụ rất là hiền, nhưng mà Thiên Nhãn không có hiền. Thiên Nhãn là Bồ Tát, làm đâu ra đó. Mấy con cũng từng tiếp xúc Thiên Nhãn rồi, là nguyên thần của sư phụ á. Thì rất là từ bi, nhưng mà đến lúc mà khi làm việc á, là khi nó một là một, hai là hai, như cha vậy đó, như Thượng Đế, một là một, hai là hai. Ok, bữa nay buổi lễ để giao hảo giữa Hồng Thiên Sông Núi hai quốc gia, mong tất cả mọi người có dự buổi lễ hôm nay khoảng 40-50 người. Thì một chút mình ăn cơm trưa ở đây luôn, chờ chừng tiếng. Hãy giờ là Phật xin tạm biệt. Đến giờ chót là thường bị cha thử thách. Để làm chi? Để một kiếp này ân oán ân nghĩa đó là xong, không thù không có nợ, để sư phụ đi về trời đúng không? Mấy con được quay trong lúc sư phụ đang nói chuyện. Nam mô một lần thượng đế quan cha, nam mô hoàng thượng đế quan cha, nam mô hoàng thiên đại mẫu vua mẹ, nam mô thiên đại mẫu vua mẹ, nam mô Phật tổ Phật thầy, nam mô hồn thiên sông núi nước Mỹ, nam mô thưa ngài George Washington là vua của nước Mỹ, nam mô ngài đại thánh vương Trần Hưng Đạo vua của nước Việt, đại thánh vương đại thánh văn, đại thánh vương Trần Quang Khải, nam mô thưa tiểu tỷ thánh mẫu Liêu Hạnh, nam mô thưa hồn thiên sông núi nước Việt. Hôm nay buổi lễ
đại cho những hồn thiêng sông núi nước Mỹ, nhà trọ Washington, để mà gắn bó với hồn thiêng sông núi nước Việt, để hai nước tương trợ lẫn nhau khi có chuyện cần phải tương trợ lẫn nhau, giúp nhau. Và đồng thời buổi lễ hôm nay cho tướng Trump, tướng của Thiên Đình, được hiên ngang trở về tòa Bạch Ốc một cách huy hoàng đại thắng. Đó là lời của Thái tử hôm nay có mấy lời. Mong ngài cho chúng ta và sinh tinh ưng thuận, và mong đức đại thánh dương Trần Hưng Đạo, mong hai vị làm bạn với nhau và đồng thời tương trợ lẫn nhau về cõi vô vi, cõi hữu hình, thì hai nước trong tương lai cũng tương trợ lẫn nhau khi có hoạn nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Mong các chư vị đến dự bữa tiệc đông đủ, hồng hiên không nói của hai nước. Ngồi quay đây nè, đông rồi. Cúng lại lên, sư phụ kêu cúng lại lên đây cho mấy ngày ăn. Trên đó đó. Nãy thấy Yến chị lên, chị thấy có một cái ly trên đó, có một cái túm vải màu đỏ. Đúng rồi đó, màu đỏ nên là chị thấy lạ. Cái ly vậy? Cái đó. Thiên á. Ổng nói ổng xin cái